Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử luôn khỏe ha. Dạ. Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta không có nghĩ ngợi, suy lường trước những cái gì có thể xảy ra. Đi vấp cục đá cái nó cũng té, phải không? Con người của mình là yếu lắm chứ không có khỏe mạnh gì đâu. Khi còn trai trẻ thì nói rằng khỏe mạnh nhưng mà đi gấp cái chân trước cái chân sau cái cũng té rồi, không có lường trước những cái gì có thể xảy ra được. Thành ra chúng ta cố gắng gìn giữ từng thời gian để cho mình được khỏe mạnh, được ngày nào thì mừng được ngày đó. Hôm nay Thầy trình bày với quý Phật tử một cái đề tài ở trong Trung Bộ Kinh. Kinh đó tên là Kinh Cán Búa hay Chiếc Thuyền. Kinh Cán Búa hay Chiếc Thuyền. Nếu mà chúng ta đọc vào trong trong Năm Bộ Nikaya hoặc là Tứ A Hàm thì chúng ta thấy được những cái bản kinh mà cái tên kinh nó rất là gần gũi với chúng ta. Cái tên kinh nó không có cái gì mà đặc biệt hoặc là khó hiểu hết. Như cái bản kinh này là đặt là tên Kinh Cán Búa hay là Chiếc Thuyền. Hoặc là những cái bản kinh khác như là Kinh Bảy Mồi. Bảy mồi tức là người ta đem mồi người ta đặt ra đó để làm cái bẫy để cho con nai hay là con chồn hay con thỏ nó đến nó ăn rồi người thợ săn nó bắt. Hoặc là Kinh Gò Mối, hoặc là Kinh Bắt Rắn. Thì những cái bản kinh đó được trình bày trong Năm Bộ Nikaya và Tứ A Hàm nhiều lắm. Vì những bản kinh đó là thời mà Đức Thế Tôn còn tại thế, cho nên Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng đi du hành, đi đến cái trú xứ nào, gặp một cái sự kiện nào thì Đức Thế Tôn bằng lấy cái sự kiện đó để mà đặt cho tên kinh và thuyết pháp. Cho nên những bản kinh ở trong Năm Bộ Nikaya Tứ A Hàm là những cái tên kinh rất là gần gũi với mình. Rất là gần gũi với mình qua cái sự sinh hoạt hàng ngày. Đức Thế Tôn đi ngang qua cánh đồng đó, thấy những con rắn nước nó bơi dưới ao rồi đó. Có người đi bắt rắn thì Đức Thế Tôn thuyết kinh đó là tên Kinh Bắt Rắn. Đức Thế Tôn đi vào trong rừng, các hàng thánh đệ tử đi vào trong rừng, thấy những cái dấu chân con voi nó to và những cái dấu chân của những cái con thỏ, những con chồn nó nhỏ. Cho nên Đức Thế Tôn thuyết ra bản kinh gọi là Tượng Tích Dụ. Tượng Tích Dụ tức là cái bản kinh mà lấy cái vết chân của con voi để làm ví dụ. Cũng như là những cái vết chân của con thỏ, những con chồn để làm ví dụ. Để làm ví dụ là trong đời sống trong núi rừng của những loài vật là chỉ có cái dấu chân của con voi là lớn hơn hết thôi, không có dấu chân con nào to bằng hết. Cũng vậy trong cái tinh thần giáo pháp, chỉ có tinh thần giáo pháp mới là một cái tinh thần đưa con người đến cái địa vị giác ngộ và giải thoát. Không có một cái tinh thần nào trong cái đời sống này mà có thể đem đến cái con đường giác ngộ và giải thoát cho con người trừ cái tinh thần giáo pháp. Và như bao nhiêu lần đã thưa với quý Phật tử đó, là mình siêng năng tinh tấn tiến tu trên cái con đường tu tập đó thì mình sẽ được giác ngộ và giải thoát. Ở nơi đây chúng ta có thể nhìn thấy và đưa ra một ví dụ như trong cái chánh điện này chúng ta chỉ thấy cái hoa sen là cái loài hoa lớn nhất, phải không? Trong khi đó loài hoa cẩm chướng nè, loài hoa vần thọ nè, loài hoa lan nè, quý Phật tử thấy nó nhỏ hơn phải không? Mà chỉ có hoa sen mới là lớn nhất. Khi mà nó nở ra, nó làm một cái đài sen màu hồng, đài sen màu trắng, vân vân.
Thì những cái điều đó Đức Thế Tôn lấy để ví dụ cho một cái bản kinh mà Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì bài giảng ngày hôm nay Đức Thế Tôn đưa ra một cái ví dụ là cái cán búa và cái chiếc thuyền. Chúng ta từ trước đến giờ được biết được rằng trên cái tiến trình tu học chúng ta có hai cái pháp môn. Pháp thứ nhất gọi là pháp học, pháp thứ hai gọi là pháp hành. Pháp học thì chúng ta học nhiều. Khi mà đi chùa, chúng ta nghe chư Tôn Đức thuyết giảng đề tài là từ bi hỷ xả. Chúng ta nghe chư Tôn Đức thuyết giảng rằng đây là tinh thần giáo pháp bố thí cúng dường, đây là tinh thần giáo pháp nhẫn nhục trì giới, đây là tinh thần giáo pháp tinh tấn trí tuệ thiền định. Nhưng cái điều quan trọng đó là cái pháp hành mới là quan trọng. Còn cái pháp học, chúng ta học để mà biết. Biết điều quan trọng, biết là chúng ta phải thực hành. Còn nếu mà chúng ta chỉ học không thôi, thì thưa quý Phật tử, cái học đó nó có đem lại sự lợi ích gì cho đời sống hàng ngày của chúng ta không? Nếu chúng ta không thực hành. Cho nên chúng ta có hai tinh thần giáo pháp. Một là tinh thần giáo pháp gọi là pháp hành, pháp học. Sau khi học rồi thì chúng ta phải hành. Điều này được ví dụ như chúng ta muốn ăn bánh bao ha. Sau khi mà chúng ta học cách làm bánh bao rồi thì chúng ta phải tự làm bằng cái đôi tay của chúng ta. Chúng ta lấy bột, chúng ta bỏ vào trong cái thau, rồi chế nước vô, rồi bỏ đường vô, gia vị vô, nhồi lại. Rồi chúng ta làm thành cái bánh bao. Chúng ta bỏ vào trong cái khay chúng ta hấp thì chúng ta mới có bánh bao chúng ta ăn, phải không? Cũng vậy, trên cái tinh thần tu tập, nếu mà chúng ta chỉ có học cái pháp học không thôi, mà pháp học đó Đức Thế Tôn giảng dạy rằng này các con phải ăn chay, các con đừng có ăn mặn, tại vì ăn chay là gìn giữ cái lòng từ của mình, bảo vệ mạng sống của các loài vật. Tại vì các loài vật nó có cái mạng sống của nó, mình cũng có cái mạng sống của mình. Mình lúc nào cũng tham sống, cũng sợ chết. Cho nên mình đừng có giết những cái con vật đó để mà mình ăn. Nhưng mà khi nghe thuyết giảng như thế đó rồi, mà nếu mà chúng ta không có thực hành thì cái sự nghe của chúng ta có lợi ích gì đến cho đời sống của những con vật khác không? Chúng ta nghe giảng dạy rằng ăn chay là có lợi ích như thế đó, có được sức khỏe, có được trí tuệ, có được ít bệnh hoạn, vân vân. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải về thực tập. Chúng ta phải thực tập. Hôm nay là ngày 14, hôm nay là ngày rằm, hôm nay là ngày 30, ngày mùng 1. Chúng ta nghe những lời giảng dạy có lợi ích đến sức khỏe, có lợi ích đến lòng từ bi, có lợi ích đến cái đời sống của những con thú vật khác. Cho nên bây giờ mình nghe lợi ích như thế đó, mình áp dụng. Áp dụng có nghĩa là pháp hành. Mà chúng ta có thực hành được pháp hành như thế đó thì con đường tu tập của chúng ta nó mới tiến tới. Còn nếu mà chúng ta chỉ có học không thôi mà chúng ta không hành, thì như quý Phật tử nghe đó, nếu mà chúng ta chỉ có học không thì quả thật rằng cái tâm của mình giống như là một cái đẩy ha, một cái đẩy để đựng chữ nghĩa thôi, để đựng những lời giảng dạy ở trong đó thôi, chứ nó không có lợi ích gì trong đời sống hàng ngày. Mình nghe học ăn chay mà mình không ăn chay, mình nghe giảng dạy là ngồi thiền là phát sinh ra trí tuệ, giữ tâm tư của chúng ta được định tĩnh. Mà nếu mà chúng ta không ngồi thiền thì làm gì chúng ta có được tâm tư định tĩnh? Nếu chúng ta không ngồi thiền thì làm gì có chuyện phát sinh ra trí tuệ? Nếu chúng ta không niệm Phật thì làm sao chúng ta có thể gần gũi với hình ảnh của chư Phật, cũng như là nhớ những danh hiệu của
Đấng Thế Tôn. Nếu mà chúng ta không niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có bao giờ chúng ta nghĩ rằng có một cái thế giới ở phương Tây, thế giới đó tên là Cực Lạc. Ở nơi thế giới Cực Lạc đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà nó hiện là giáo chủ ở cõi Tây phương Cực Lạc. Cho nên mỗi khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta liên tưởng, chúng ta nhớ đến ở phương Tây có một cái quốc độ tên là Cực Lạc, quốc độ đó có một Đức Phật hiệu là A Di Đà làm giáo chủ cõi Tây phương đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ có học nghe giảng giải mà chúng ta không áp dụng thì chúng ta không nhớ rằng ở phương Tây có một quốc độ tên là Cực Lạc và có một Đức Phật làm giáo chủ hiệu là A Di Đà. Cho nên cái bài giảng ngày hôm nay là chúng ta hiểu rằng Đức Thế Tôn giảng dạy rằng chúng ta không có nói suông, chúng ta không có suy nghĩ suông. Dù cho chúng ta có suy nghĩ nhưng mà sự suy nghĩ đó không đem lại cái sự dập tắt phiền não. Sự suy nghĩ của chúng ta không đem lại cái sự dập tắt sân hận, dập tắt ngu si, dập tắt mê muội. Mà nếu mà chúng ta có dập tắt được, chúng ta có đoạn trừ được vô minh, chúng ta có đoạn trừ được phiền não thì chúng ta phải hành động. Hành động đó có nghĩa là chúng ta phải tu. Chúng ta phải tu thì chúng ta mới chấm dứt được phiền não. Chúng ta phải tu thì chúng ta mới tăng lên cái phước huệ. Còn nếu mà chúng ta chỉ học và chúng ta chỉ nói suông thì không có đem lại lợi ích gì hết. Cho nên trong mỗi cái đời sống hàng ngày, quý Phật tử đi đến chùa ha, quý Phật tử không làm cái này thì cũng phải làm cái khác, không làm cái khác thì cũng phải làm cái nọ để có cái tinh thần Phật sự đối với chùa. Chứ không phải là chúng ta đến chùa rồi chúng ta ngồi không đó, rồi chúng ta chỉ rót nước trà chúng ta uống, rồi chúng ta nói những cái chuyện mà ba hoa với nhau. Sau một tuần lễ không gặp nhau, bây giờ gặp nhau, trời ơi, tay bắt mặt mừng, anh có khỏe không, chị có khỏe không. Nhưng mà thưa quý Phật tử, cái sự hỏi thăm đó dĩ nhiên cũng cần thiết chứ không phải là không cần thiết. Nhưng mà mình nói một chút thôi, rồi mình đi cầm cái chổi, mình đi quét rác, mình đi kéo sợi dây, mình tưới nước, hoặc là mình đi vào trong chánh điện, mình ngồi thiền 5 phút, 10 phút, hoặc là mình lấy cái khăn lau bằng Phật, hoặc là mình thấy cái lư hương có những cái chân hương, tàn hương rồi đổ trên đó, mình nhổ đi, mình lau, thì quý Phật tử thấy cái nào có lợi ích hơn? Mình nhổ chân hương trên bằng Phật là chứng tỏ rằng mình làm sạch sẽ cái lư hương, mình lau cái bằng Phật là mình không còn thấy có bụi ở trên bằng Phật, mà chỗ đó là phụng thờ Đức Thế Tôn, chỗ đó là phụng thờ chư vị Bồ Tát. Có lẽ nào mình để nó dơ, có lẽ nào mình để hương tàn khói lạnh như thế đó. Cho nên cái thực hành mới là cái quan trọng. Còn chúng ta nghe nhiều, học nhiều được thì tốt. Còn nếu mà chúng ta nghe không nhiều, học không nhiều mà chúng ta cố gắng thực hành như quý bà cụ của mình đó, quý ông cụ của mình đó, đâu có học nhiều phải không? Chỉ nghe nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và quý cụ chỉ có một niềm tin yêu thâm thiết như thế đó, và ngày đến tối chỉ cầm cái sâu chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý cụ đâu có học hành gì đâu, quý cụ đâu có nghe giáo pháp nhiều gì đâu. Ấy vậy mà sau khi mà một thời gian niệm Phật 5 tháng, 10 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, danh hiệu Đức Phật A Di Đà nghĩa là nó nhập diệu vào trong cái tâm thức của quý cụ. Mà rồi trước khi mà quý cụ xả bỏ báo thân đó, là có Đức Phật A Di Đà đến để tiếp dẫn, có Bồ Tát Quan Âm, có Bồ Tát Đại Thế Chí và có mùi thơm ở trong phòng của quý cụ, chứng tỏ rằng cái sự niệm Phật đó nó đã đem lại sự lợi ích một cách mầu nhiệm qua cái niềm tin yêu của lòng mình và qua cái tinh thần thực tập. Chứ không phải là
Chúng ta nghe nói niệm Phật để có phước, niệm Phật được vãng sanh, mà rồi chúng ta không có niệm. Điều này được ví dụ như anh chàng nằm mơ ngủ đó, ngủ rồi nằm mơ thấy giấc chiêm bao, mà trong khi ngủ thấy giấc chiêm bao đó, nào là thấy đậu hũ chiên, đậu hũ xào giòn, đậu hũ kho xào xả ớt, rồi rau luộc, rồi xì dầu ớt chanh ngon lành ha. Nhưng mà thưa quý Phật tử, anh chàng nằm mơ đó, anh nằm mơ thấy đồ ăn ngon như thế đó, nhưng mà khi thức dậy anh chàng nằm mơ đó có no bụng không? Đâu có no bụng đâu. Càng đói bụng thêm nữa chứ không có no bụng. Như vậy thì mình muốn no bụng là mình phải xuống nhà bếp lấy đồ hũ bỏ vô chiên, lấy cơm, lấy gạo bỏ vô nồi vo bắt lên, và sau đó là chúng ta có đồ ăn. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải thực hành. Mà ông bà cũng bình thường nói đó, nói là sao? Muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn chết thì lết vô hồ. Nhưng mà đâu có ai muốn chết đâu. Đến khi mình chết rồi, mình không muốn lết vô hồn đi nữa thì người ta cũng đem bỏ mình vô trong hồ. Cái đó là cái chắc thật. Mà ai thì muốn ăn, phải lăn vô trong bếp. Lăn vô trong bếp có nghĩa là làm, có nghĩa là thực hành. Cho nên quý Phật tử học cho bản kinh này để cho chúng ta thấy kinh cán búa hay chiếc thuyền. Nhân duyên ở Savatthi, Savatthi tức là ở Xá Vệ, ở thành Xá Vệ. Thời khi xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, có nhiều cái quốc độ nho nhỏ, có nhiều cái thị thành mà Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng đi ngang qua để mà thuyết pháp, để mà hóa độ. Giống như bây giờ chúng ta ở đây vậy đó. Chúng ta ở San Diego là một thành phố. Chúng ta lên Santa Ana là một thành phố. Thì nhiều thành phố nhỏ nhỏ như thế đó, Đức Thế Tôn đi ngang qua, hàng thánh chúng đi ngang qua để mà thuyết pháp, để mà tu tập ở nơi cái trú xứ đó, nơi cái thành phố đó. Thì ở nơi đây, cái nhân duyên ở nơi đây là cái nhân duyên ở nơi thành Xá Vệ. Đức Thế Tôn khi mà ở nơi cái thành Xá Vệ đó, Đức Thế Tôn gọi các chúng tỳ kheo. Mà quý Phật tử biết được rằng chúng tỳ kheo là những người đi xuất gia. Những người đi xuất gia sống gần gũi với Đức Thế Tôn. Mà quý Phật tử biết thời xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng tỳ kheo đó, nhà quý thầy đi tu đó, sống đời của một vị tỳ kheo gần với Đức Thế Tôn 1250 vị. Mà 1250 vị như thế đó, một lần đi á, trời ơi đông lắm, nhiều lắm. Mà nhất là những cái cánh đồng ruộng, những cái phố phường của xã hội Ấn Độ thời xưa đó, quý Phật tử biết toàn là đất đỏ, sỏi đá không thôi. Mà một lần đi như thế đó, Đức Thế Tôn đi trước ôm bình bát, đắp y, rồi các hàng thánh đệ tử đi phía sau, có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Tu Bồ Đề. Còn nếu mà có những cái vị thánh đệ tử nào ở nhà thì ở nhà, còn các vị thánh đệ tử nào đi theo Đức Thế Tôn thì đều gọi là tùy tùng Phật hậu. Tùy tùng Phật hậu có nghĩa là đi theo sau Phật. Mà mỗi lần đi như thế đó, trời ơi, đàn Việt côn đâu mà người ta cúng dường dữ vậy. Người thì luộc khoai lang, người thì luộc khoai mì, người thì luộc bắp, người thì làm xôi, người thì làm chè. Cho nên mỗi khi mà mang bình bát đi khất thực vào trong xóm làng, hay là trong những cái cuộc mà văn du hóa độ xa đó, từ cái quốc độ này đến quốc độ kia, từ cái thành phố này đến thành phố nọ, thì Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng đều ôm bình bát đi. Đi tới đâu trú ngụ ở nơi đó, đến cái làng mạc nào thì dừng chân đứng lại ở nơi cái làng mạc đó. Bởi vì
Đức Phật và hàng thánh chúng đâu có ngủ trong nhà đâu. Đi đến cái quốc độ nào, có cái khu rừng nào đó yên tĩnh, dưới cái gốc cây nào đó yên tĩnh, thì Đức Phật trải thọ cụ ở dưới gốc cây đó. Các hàng thánh đệ tử trải thọ cụ ở dưới gốc cây đó, rồi ngồi thiền, rồi ngủ qua đêm ở nơi cánh rừng đó luôn. Ở nơi cái bờ sông đó luôn, ở trong cái khu nhà trống đó luôn, ở nơi đống rơm đó luôn. Đó là đời sống của Đấng Thế Tôn và hàng thánh chúng đó. Quý Phật tử thấy thương Phật chưa? Mình đi mình còn có, nếu mà lỡ cái chuyến bay rồi thì chuyến bay đó nó nói thôi, tất cả các hành khách ngày hôm nay máy bay bị delay, thôi đi vô khách sạn ngủ đi. Vô khách sạn ngủ rồi còn được đền tiền, còn được cho ăn nữa. Còn trong khi đó Đức Phật nếu mà đi từ từ Xá Vệ mà đi qua Ma Kiệt Đà, hoặc là từ Ma Kiệt Đà đi qua Vương Xá, hoặc là từ Vương Xá đi qua Câu Thi Na mà đêm xuống rồi thì sao? Mà chưa tới thì bắt buộc phải ngủ dưới gốc cây, bắt buộc phải ngủ ở trong khu nhà trống, bắt buộc ngồi thiền ở trong khu rừng để rồi ngủ luôn. Chính vì vậy đó mà trong đời sống của Đức Phật phải có ba y, cũng như các vị tỳ kheo có ba y. Ba y đó là một y đắp ở trên người để đi, còn hai y kia mang theo để tối ngủ. Hả? Tối ngủ lấy hai y kia đắp lên chứ để lạnh. Mà Đức Thế Tôn biết được rằng khí hậu của Ấn Độ thời đó là một con người đắp ba y là đủ vừa ấm để ngủ. Cho nên Đức Thế Tôn chỉ cho các hàng đệ tử của mình đủ ba y thôi. Nếu dư thì cúng dường cho vị khác. Quý Phật tử thấy đời sống của Đức Phật, đời sống của các hàng thánh đệ tử dễ thương vậy đó. Chỉ vừa đủ ba y và đủ đắp để đủ ấm để mà ngủ thôi, chứ không được dư. Một vị như là chỉ có ba y và chỉ có một cái bình bát thôi, không có hai cái bình bát. Tại vì có một đôi tay thì phải bưng một bình bát, chứ làm sao bưng hai cái bình bát được. Quý Phật tử thấy cái tinh thần tri túc của Phật chưa? Của các vị thánh đệ tử chưa? Đối với tài sản của thế gian không có một cái gì ở trên hết rồi. Đi thì chân không có mang dép, đầu không có đội nón, trời không có đội nón mà một quê hương Ấn Độ mưa như thế đó, hoặc là nắng như thế đó, nắng nóng như thế đó mà không có nề hà, không có gian khổ gì hết trơn. Thành thử ra trong giới luật Đức Thế Tôn giảng dạy là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni là phải chấp nhận một cái môi trường sống, mà môi trường sống đó là mũi mầm cắn đốt hoặc là mưa nắng, phải chấp nhận, không có than. Nếu mà đêm đó ngủ không có mùng mà bị mũi cắn thì cũng hoan hỷ mà ngủ. Nếu mà đêm đó ngủ mà bị trời mưa dột cũng phải ngủ, không có được than trách trời ơi sao mà ngủ lạnh quá, trời ơi sao mà ngủ nóng quá, trời ơi sao mà mũi cắn nhiều quá, không được. Cái đó là trong giới kinh giảng dạy rõ ràng, tại mình đã từ bỏ cái đời sống của thế tục rồi, có nghĩa là ra khỏi cái nhà của thế gian, gọi là xuất thế tục gia. Còn cái mà xuất phiền não gia với là xuất tam giới gia, hai cái nhà đó mới là quan trọng. Còn cái chuyện mà ra khỏi nhà dễ quá mà. Ra khỏi nhà thế tục có nghĩa là bây giờ tôi không sống với gia đình của cha mẹ tôi nữa, bây giờ tôi vô chùa tôi ở, dễ quá, có gì đâu khó. Nhưng mà hai cái nhà sau đó, hai cái nhà sau đó mới là hai cái nhà quan trọng. Có nghĩa là xuất phiền não, phức xuất phiền não gia, có nghĩa là cái nhà phiền não, mình phải ra khỏi cái nhà phiền não. Chứ nếu mà mình tu mà cứ lúc ban đầu chưa đi tu thì phiền não quý ít, đến khi mà đi tu nhiều rồi thì phiền não lại càng nhiều, đấy thì làm sao mà gọi là ra khỏi nhà phiền não. Thôi đến bữa ăn thì giả họ dọn cái món ăn gì mình cũng ai ăn, ăn để mà chữa bệnh đói, không có buồn phiền. Hoặc là bữa đó mà lỡ mà luộc rau muống mà nó không được xanh chút cũng không có phiền não, ăn.
Còn nếu mà đem một cái chén xì dầu ra mà không có ớt, không có chanh thì cũng phải chấp nhận, không có đòi hỏi, không có trách. Nó tại sao bữa nay dọn ăn không có chanh, không có ớt rồi gì hết trơn, cái loại vậy thì giả, bởi vì không có mà. Cho nên cái tinh thần tu học của một người xuất gia cũng như là một người Phật tử đi chùa là chúng ta chấp nhận cái môi trường mà chúng ta có. Và điều đó Đức Thế Tôn nói trong giới kinh rất rõ, trong kinh luật rất rõ. Vậy thì chúng ta có hai pháp môn học và pháp môn hành. Thì ở nơi đây Đức Thế Tôn giảng dạy, này các thầy tỳ kheo, tức là gọi các chúng đệ tử xuất gia, mà hồi nãy đã nói với quý Phật tử đó, chúng đệ tử xuất gia là luôn luôn lúc nào cũng đi theo sau Đức Thế Tôn. Có khi là 1250 vị, có khi là 50 vị, có khi là 60 vị, hoặc là vân vân. Còn những vị khác thì ở nhà, ở trong cái làng đó để đi khất thực ăn, để đi giáo hóa, vân vân. Cho nên cứ đến mỗi lần an cư kiết hạ là chia ra. Ví dụ như làng này là đi 50 vị, làng này đi 20 vị và làng kia đi 30 vị, mà cứ như thế để chia ra các cái khu làng gần gũi để mà đến đó tu tập, rồi thuyết pháp cho quý Phật tử nghe, thọ nhận những đồ phẩm vật cúng dường của quý Phật tử để làm lấy cái ruộng phước cho quý Phật tử gieo vào, và nhờ đó mà được tốt đẹp. Này các thầy tỳ kheo, do biết, do thấy, ta tuyên bố đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không biết, do không thấy. Quý Phật tử nghe lời kinh đó, do mình biết, do mình thấy, mà mình đoạn tận được lậu hoặc. Đoạn tận được không? Lậu hoặc có nghĩa là phiền não. Do biết, do thấy, mà mình đoạn tận được các phiền não, đoạn được không? Chắc khó. Hả? Đúng rồi, khó. Tại vì mình chỉ có biết, mình chỉ có thấy, chứ đâu có, mình đâu có hành. Mình muốn đoạn tận phiền não đó, mình muốn đoạn tận lậu hoặc đó, là trước tiên là mình phải ngồi thiền. Ví dụ, mình phải ngồi thiền, mình quán chiếu thấy được rằng cái thân của con người là phiền não, cái thân của con người là bất tịnh, cái thân của con người là tham, là sân, là si, đủ thứ nó chứa trong đó hết. Bởi vì nói đến một con người là có đầy đủ những cái tính đó. Con người có tham không? Có. Có sân không? Có. Có si không? Có. Trời ơi, có đủ tranh chấp, tị hiềm, đố kỵ, hơn thua. Nói đến con người là có đầy đủ những cái điều đó. Nhưng mà bây giờ mình nói như Đức Thế Tôn giảng dạy đó, nếu là một vị tỳ kheo, nếu là một người Phật tử nói rằng tôi biết và tôi thấy, và y cứ vào cái biết, y cứ vào cái thấy đó, các phiền não của tôi được chấm dứt nổi không? Mình mới chỉ có biết, mình mới chỉ có thấy thôi, mà mình đâu có hành đâu. Điều quan trọng là mình phải hành. Điều này được ví dụ như ở dưới nhà bếp ha. Nhà thầy giảng, thầy hay đem nhà bếp ra nói. Mình muốn dùng lại cái chảo chiên dầu đó, bởi vì cái chảo chiên dầu đó, sau khi mình chiên xong rồi, mình để nó qua một ngày, qua hai ngày, qua ba ngày, dán rồi nó bò vô trong đó để nó ăn. Rồi bây giờ mình muốn dùng lại cái chảo đó, mình làm sao? Chứ không phải là mình chỉ nhìn thấy cái chảo đó và mình biết được cái chảo đó là chiên dầu để 2-3 ngày rồi, bây giờ mình đến mình lấy cái chảo đó, mình bắt lên và mình đổ dầu vô mình chiên, được không? Không. Do vậy không phải thấy và biết là cái chảo nó sạch dầu, cái chảo nó sạch cái dơ, cái chảo nó sạch con gián ở trong đó. Mà mình muốn dùng lại cái chảo đó thì tự tay của mình phải lấy cái chảo, phải để vào trong sinh, phải mở nước ra, phải xịt xà bông vô, rồi phải lấy cái gì, nhà đồ rửa, mình chà, mình đánh cho nó sạch đi,
Mà khi mà mình rửa xà bông nước và bằng cái đôi tay của mình, thì sau đó là cái chảo đó nó sạch. Và cái chảo đó nó sạch rồi thì mình bắt lên trên cái lò, mình chế dầu mới vô, mình bỏ đậu khuôn vô và mình chiên ăn ngon lành. Như vậy là mình muốn có đậu hũ để mình ăn là mình phải làm bằng cái đôi tay của mình, chứ không thể nói rằng tôi biết cái chảo đó, tôi thấy cái chảo đó là cái chảo đó mình có thể dùng được. Tại vì cái chảo đang dơ mà, mình phải làm. Cũng vậy, bây giờ tự thân và tự tâm của mình phiền não, tự thân và tự tâm của mình nó nhiều cái tham, nhiều cái sân, nhiều cái si. Bây giờ mình muốn thân tâm của mình được thanh tịnh, được trong sạch lại thì phải làm sao? Mình phải lấy cái nước từ bi để mình rửa. Mình phải lấy cái xà bông trí tuệ để mình rửa. Mình phải lấy cái bàn chải nhẫn nhục để mình đánh. Như vậy là nhờ cái lòng từ bi, nhờ cái trí tuệ, nhờ sự nhẫn nhục, nhờ sự tinh tấn mà cái tâm của mình được trong sạch. Phải không Nguyên Đạt? Đúng không? Đúng, nó là như vậy. Chứ không phải là mình nói rồi bây giờ cái tâm của tôi đang phiền não, cái tâm của tôi đang vọng động, cái tâm của tôi đang đố kỵ, và mình chỉ biết và mình nói như thế đó thì cái tâm đố kỵ của mình nó có hết không? Không, không có hết. Mà mình muốn cái tâm đố kỵ, cái tâm tranh chấp của mình hết là mình phải gột rửa bằng cái nước của thiền định. Mình phải gội rửa bằng cái nước của trí tuệ, bằng cái nước của từ bi. Nhờ những cái nước trí tuệ, từ bi, thiền định, tinh tấn, nhẫn nhục đó mà tâm của mình vơi đi phiền não, sầu muộn. Còn nếu mà mình không thực hành như thế đó thì dù cho mình biết cả đời đi nữa thì cái biết nó cũng chỉ là cái biết. Cho nên do biết cái gì, do thấy cái gì, các lậu hoặc được đoạn tận. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc hoại diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Đây là pháp tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Này các tỳ kheo, do biết như vậy, do thấy như vậy, các lậu hoặc được đoạn tận hay không? Mình biết cái thân này là tập hợp bởi năm uẩn ha. Năm uẩn là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nhưng mà mình biết rằng cái thân ngũ uẩn này do năm cái đó nó chứa, nó nhốm, nó làm thành một đống, một khối, cho nên mình gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà mình chỉ biết rằng đây là sắc, mình chỉ thấy rằng đây là sắc. Nhưng mà nếu mà mình chỉ thấy, mình chỉ biết đây là sắc, đây là cái thân của tôi, nhưng mà nếu mình không đem cái thân đó để mình làm các việc thiện thì mình có được phước đức không? Nếu mình thấy rằng cái thân này là cái thân của tôi, cái thân đó được hình thành bởi năm yếu tố là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhưng mà cái sắc đó vẫn là cái sắc nhiễm ô, cái thọ đó chưa phải là cái thọ thuần thiện, mà trong cái thọ đó có thể là lạc thọ, có thể là khổ thọ, có thể là bất lạc, bất khổ thọ. Tự thân của chúng ta nó có ba cái điều mà khi mà chúng ta nói đến cái chữ thọ, thọ cái nghĩa là thọ nhận. Thọ nhận. Mà cái thọ nhận đó, có cái chúng ta thọ nhận thì chúng ta vui, nhưng mà có cái chúng ta thọ nhận thì chúng ta khổ, và có cái mà chúng ta thọ nhận không khổ, không vui. Có không? Nếu mà là một em bé ngồi ở nơi cửa hè để chờ mẹ đi về cho một viên kẹo, thì khi mà mẹ cho mình một viên kẹo, mình thọ nhận cái viên kẹo đó, mình vui, gọi là lạc thọ. Nhưng mà nếu mà đi về mà mẹ không cho mình một viên kẹo đó, mà mẹ còn la nó tại sao giờ lúc này con chưa nấu cơm, thì khi mà nghe mẹ la như thế đó là cũng thọ nhận, phải không? Thọ nhận cái sự la của mẹ, nhưng thọ nhận đó là khổ thọ. Đã không cho kẹo rồi mà lại còn bị la nữa,
Như vậy là lạc thọ, khổ thọ, và không lạc, không khổ, có nghĩa là mẹ mình về, đi chợ về, không cho kẹo, không la. Thấy mình ngồi đó, mẹ đi vô trong nhà một cách gọi là bình thường, thanh thản, cũng không la con, cũng không khen con, cũng không chê con, và người con đó cũng không dấy khởi lên một cái tâm niệm là được kẹo vui, không được kẹo buồn. Cái tâm tư rất là bình thản, rất là an nhiên, thì cái tâm đó được gọi là bất lạc, bất khổ thọ. Không buồn mà cũng không vui. Vậy thì nếu mà do cái biết để rồi chúng ta thấy các lậu hoặc được đoạn tận, nhưng mà chỉ có thấy biết làm sao các lậu hoặc được đoạn tận, các phiền não được đoạn tận, được các uế nhiễm làm sao được tẩy trừ. Chúng ta thấy, chúng ta biết, nhưng chúng ta phải làm. Không phải chỉ cái thấy cái biết không là đủ trên cái tiến trình của tu tập. Trên tiến trình của tu tập là phải hạ thủ công phu. Do vậy mà ngày hôm nay quý Phật tử đi nghe thuyết pháp như thế này là một cái điều tốt. Nhưng sau khi nghe thuyết pháp xong rồi về phải thực hành. Hả cụ Ngô Đà? Về phải thực hành nữa mới được. Mà quý Phật tử biết không? Kể cả đời sống của tăng ni sinh, đời sống của tăng ni sinh là đời sống của quý thầy quý cô vào trong chùa ở, vào trong các phòng học việc ở, ở như thế đó để nó huân tập ha. Như chúng ta ở chung với chúng mà 50 người, mà chúng 50 người sáng nào cũng 4:30 dậy và 5 giờ đi công phu, mình ở trong đó một mình có được quyền nằm ngủ không? Dạ, không. Không. Mình phải 50 người đi công phu thì mình cũng phải đi công phu chứ mình đâu có ngủ được. Dạ. Cho nên cùng sống chung với nhau là cùng sắp tấn với nhau. Còn nếu mà chúng ta sống riêng một mình là chúng ta phải tự ý thức và chúng ta tự sắp tấn với chính mình. Mà chúng ta có tự sắp tấn với chính mình thì cái con đường tu tập của mình nó mới tiến tới. Còn nếu mà mình không có sắp tấn với chính mình thì con đường tu tập của mình nó sẽ thụt lùi. Cho nên nhiều khi quý Phật tử đi tụng kinh cũng là điều tốt, nhưng mà quý Phật tử nghĩ rằng thôi nghe đi thuyết pháp thôi, ở nhà đi. Nhưng mà nếu mình không đi nghe thuyết pháp thì làm sao mình biết cái gì để mình tu? Cho nên người mà nghe thuyết pháp giống như là người nắm cái bản đồ ở trong tay vậy đó. Từ đây mình đi lên trên lốt, mà nếu không có bản đồ mình đi có đúng không? Không có đúng. Nhờ cái bản đồ đó mà mình đi không có lộn exit. Còn nếu mà mình không có bản đồ đó, mình đi không biết vào cái exit nào, ra cái exit nào, và đi cua bên phải, cua bên trái nào để đến lốt. Mình muốn đến lốt, mình phải có bản đồ. Không có bản đồ, phải có GPS. Mà gặp thầy dốt GPS nữa, không biết đi tới đâu nữa. Do thấy như vậy, các lậu hoặc có được đoạn trừ không? Không được đoạn trừ. Cứ mỗi khi mà mình tiếp xúc với đời sống hàng ngày, mình gặp con người đó là mình nổi nóng, mình gặp con người đó là mình không có ưa. Nhưng mà nếu mỗi lần gặp mà mình không có thích, mình không có ưa, và mình phải nghĩ rằng, ồ, người này kiếp trước là mẹ của mình, người này kiếp trước là cha của mình, hay người này hiện tại là bạn thiện hữu trí thức của mình. Nhờ mình nghĩ như thế đó mà cái lòng của mình nó mất cái không ưa đấy đi, mà nó trở thành cái ưa, nó trở thành cái gần gũi, nó trở thành cái thiện hơn là cái bất thiện. Và nhờ mình nghĩ như thế đó cho nên mình gần gũi với cái người mà không ưa nó được. Còn nếu mà mình không nghĩ là
Trong quá khứ người này có thể là mẹ của mình, trong quá khứ có thể người này là cha của mình. Và mình cứ nghĩ khư khư rằng có người đó mình không ưa thì mình không ưa. Mình không thích nói chuyện với họ thì mình không thích nói chuyện với họ. Như vậy thì cả đời này mình có thể thân thiện được với con người mình không ưa đó không? Không. Cho nên điều quan trọng là mình phải làm, mình phải hành, mình phải áp dụng lời của Đức Thế Tôn giảng dạy vào trong đời sống của mình, thì đời sống của mình mới có được một đời sống an lạc và hạnh phúc. Còn nếu mình chỉ học suông, mình chỉ học không, thì nó không đưa đến một cái kết quả nào hết. Như có vị tỳ kheo sống không chí tâm trong sự tu tập. Có một vị tỳ kheo sống mà không có chí tâm trong sự tu tập, mà khởi lên ước muốn như sau. Ha? Không có chí tâm trong sự tu tập mà sống chỉ khởi lên cái ước muốn như thế này: mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Có chấm dứt được lậu hoặc không? Chỉ khởi lên cái ý nghĩ thôi mà. Như trong kinh Đức Thế Tôn nói, như có vị tỳ kheo sống không chí tâm trong sự tu tập. Không chí tâm trong sự tu tập có nghĩa là dễ vui trong sự tu tập, không có siêng năng trong sự tu tập, không có tinh tấn trong sự tu tập. Mà không siêng năng trong sự tu tập, không tinh tấn trong sự tu tập thì làm sao phiền não được đoạn tận được? Đến giờ đi ngồi thiền thì không đi ngồi thiền, đến giờ tụng kinh thì không đi tụng kinh, đến giờ thuyết pháp thì không đi thuyết pháp, thì làm sao mà có thể là vung quén cái giới đức của mình, cái đức hạnh của mình? Cho nên phải làm việc, không làm việc là không được. Tuy vậy tâm của vị ấy cũng không giải thoát được các lậu hoặc, không có chấp thủ được. Tại vì nó chỉ là ý nghĩ, nó suông thôi mà. Cũng giống như là người nông phu cày ruộng, nếu đến ngày đó, tháng đó, năm đó, vào mùa mưa đó mà người nông phu không có dắt trâu ra ngoài đồng, không có cày lên cái thửa ruộng đó, không có bừa cái thửa ruộng đó và không có nhổ mạ để cấy vào trong cái thửa ruộng đó, thì người nông phu đó có gạo để ăn không? Không có gạo để ăn. Lý do là không cấy, không cày, không bừa, không bón phân, không tưới nước. Thì cái con đường tu tập của một vị tỳ kheo cũng vậy, con đường tu tập của một người Phật tử cũng vậy. Người Phật tử đó phải ý thức được cái vai trò bổn phận của mình là người Phật tử hộ pháp, thì mình phải đi chùa. Đi chùa để đến đó cùng chia sẻ những cái tinh thần Phật sự đến với cái vị trụ trì đó, đến cái vị sư cô đó, đến với các nam Phật tử, nữ Phật tử đó. Mà mình có chia sẻ được Phật pháp, mình có chia sẻ được Phật sự ở chùa, thì cái ngôi chùa đó nó mới lớn mạnh, ngôi chùa đó nó mới hưng thịnh. Còn nếu mà mình không chia sẻ Phật sự với cái ngôi chùa đó nó có lớn mạnh được không? Tại vì không có người Phật tử đến giúp, không có người Phật tử đến làm những cái Phật sự đó, thì làm sao mà cái ngôi chùa đó được hưng thịnh được? Vậy thì muốn cái ngôi chùa đó hưng thịnh, mình phải hiểu được cái bổn phận trách nhiệm của người Phật tử là phải hộ pháp, phải xây dựng, phải đóng góp. Mà có xây dựng, có đóng góp thì mình mới hoàn thành được cái trách nhiệm, cái vai trò của người cư sĩ Phật tử. Mà người cư sĩ Phật tử Đức Thế Tôn đã giảng dạy đó, người nam cư sĩ Phật tử gần gũi với Phật pháp để hộ trì Phật pháp, chứ không phải là người nam cư sĩ Phật tử rồi gần gũi với Phật pháp rồi để bỏ đi chơi. Đó là người nam cư sĩ gần gũi với Phật pháp để rồi làm biếng, không được. Mình là người con Phật, mình phải đóng góp không nhiều thì ít, cái gì đối với ngôi Tam Bảo đó chứ, cái gì đối với cái Phật sự đó chứ. Còn nếu mà mình không đóng góp gì hết thì làm sao ngôi chùa đó hưng thịnh, làm sao ngôi chùa đó được tồn tại? Mình phải tạo điều kiện để cho ngôi chùa được tồn tại.
mà một ngôi chùa được tồn tại có nghĩa là mình đã tiếp tay gìn giữ ngôi tam bảo ở tại địa phương đó, để cho bao nhiêu các vị thiện nam tín nữ của khách thập phương họ đến đó họ thăm viếng. Họ đến thăm viếng thì họ thấy Phật, họ thấy Pháp, họ thấy Tăng, và từ chỗ đó họ phát tâm tu tập, từ chỗ đó họ phát tâm làm các việc thiện. Thì nhờ vậy đó mà ngôi tam bảo đó được hưng long, ngôi tam bảo đó được trang nghiêm. Còn nếu mà mình thấy đến cái ngôi chùa đó mà mình không có phụng sự gì hết, mình không có tiếp tay với vị trụ trì đó để mà làm các Phật sự, tiếp tay với quý sư cô ở nơi đó mà chia sẻ cái công việc ở trong chùa, thì làm sao ngôi chùa đó được lớn mạnh, làm sao ngôi chùa đó được hưng thịnh, làm sao ngôi chùa đó để đóng cái vai trò là gìn giữ cái con đường hoằng dương Phật Pháp. Điều thứ hai nữa là tạo lấy cái điều kiện để cho nam cư sĩ Phật tử, người nữ cư sĩ Phật tử có được cái phương tiện ngôi chùa đó để họ đến họ tu. Mà quý Phật tử biết không, bây giờ mình đừng nói cái gì to lớn hết, là một người mà họ vào nơi cái chánh điện ngôi chùa đó, họ nhìn thấy quang cảnh đâu đó được tĩnh lặng, đâu đó được trang nghiêm, và họ đi vào trong chánh điện, họ thấy hình ảnh của Đấng Thế Tôn, mà sụp lại ba lại là mình đã có công đức đối với cái sự gìn giữ cái ngôi chùa đó rồi. Chứ đừng nói rằng làm cái gì to lớn hết. Mà điều này quý Phật tử đi chùa, quý Phật tử thấy đó, người thì làm việc này, người thì làm việc nọ, và chính cái việc này và cái việc nọ là cái mà chung lưng đấu cọc để hoàn thành cái trách nhiệm, hoàn thành cái Phật sự ở nơi chùa của mình, phải không? Còn nếu mà như không đến làm thì làm sao Phật sự nó trôi chảy? Mà Phật sự không trôi chảy có nghĩa là chúng ta chưa hoàn thành được cái vai trò, cái bổn phận, cái trách nhiệm của người cư sĩ tại gia. Vì cớ sao phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập, mà chỉ nói không à, không có thực tập mà chỉ học không à, thì làm sao mà lậu hoặc được đoạn tận, làm sao mà trí tuệ được phát sinh? Không có tu tập là gì? Không có tu tập, đây là những tinh thần giáo pháp mà quý Phật tử đã biết. Không có tu tập tinh thần giáo pháp tứ niệm xứ, không có tu tập tinh thần giáo pháp tứ chánh cần, không có tu tập tinh thần giáo pháp tứ như y túc, không có tu tập tinh thần giáo pháp năm căn năm lực, không có tinh thần tu tập bảy bồ đề phần, không có tinh thần tu tập bát chánh đạo. Mặc dù khi nói đến bát chánh đạo là thuộc lòng, kể đi, chánh kiến, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ, chuộc cho thuộc lòng mà trơn hết rồi. Nhưng mà khi mở miệng ra nói là nói những lời hung ác thì có chánh ngữ không? Không được. Chúng ta học thuộc lòng giáo pháp là tốt, nhưng thuộc lòng giáo pháp đem giáo pháp ra để áp dụng, chứ không phải là chúng ta học thuộc lòng giáo pháp giống như là cái đẩy đựng sách. Kể cả người ngoài đời cũng vậy. Sau khi mà anh học tốt nghiệp thạc sĩ, cao học, tiến sĩ, thì anh phải đem cái bằng đó ra để anh làm việc, để đem lại cái nguồn lợi tức nhờ cái học vị đó, nhờ cái bằng cấp đó. Mình có lương cao, mình có tiền nhiều, thì có lương cao và tiền nhiều là do cái sự siêng năng học hỏi của mình, rồi đem cái sự siêng năng học hỏi của mình ra áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Cũng giống như là một anh chàng kỹ sư, sau khi tốt nghiệp kỹ sư xong rồi thì anh chàng kỹ sư đó phải làm gì? Phải ra vặn ốc, phải không? Phải ra vẽ bản đồ kiến trúc sư, phải ra đào đất, phải ra ráp cầu cống, phải ra làm đường. Thì chính cái làm đường đó, ráp cầu cống đó, vặn ốc đó là cái nhân tố để cho mình có điều kiện sống tốt đẹp. Một vị tỳ kheo sau khi học giáo pháp tứ niệm xứ, tứ niệm xứ đó là quán thân trên thân,
quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Nhưng mà thuộc như thế đó không chưa đủ, phải không cụ? Nếu mình thuộc không chưa đủ mà mình phải tu tập quán thân trên thân là như thế nào, là mình nhìn thấy thân của mình có 36 thứ ô uế nằm trong cái tự thân của mình. Tóc có ô uế không? Nếu mà 3 ngày mà không gọi nó thì trí nó bò lổn ngổn ở trên mái tóc của mình, không đâu còn là suối tóc nữa, đâu còn là cái gì đẹp như mây trời, không có. Vậy thì nói cái tóc không thôi là mình phải gội xà bông đô nè, mình phải xức dầu thơm nè, mình phải chải đồ cho nó ngay ngắn thì coi mái tóc đó nó mới được. Còn nếu mà mình không gội đầu, mình không có vân vân thì cái mái tóc của mình nó cũng không ra gì hết. Vậy thì chỉ nói đến một cái chi phần trong cái thân thể của chúng ta không là đã thấy không có thanh tịnh rồi. Còn nếu mà móng tay của chúng ta ra dài mà chúng ta không cắt thì sao? Coi sao được? Không được. Thành ra đối với những con người tu tập, kể cả Phật tử, nó cũng không được để móng tay dài. Phải cắt móng tay cho nó đàng hoàng, tử tế, cho nó sạch sẽ. Mỗi lần rửa tay phải lấy gì đó, xà bông rửa lên rồi lấy bằng chải đánh cho nó sạch. Rõ ràng nó là như vậy đó. Mà quý Phật tử biết rằng trên cái con đường tu tập tự thân của mỗi người, không phải chỉ ngồi thiền không là đủ, mà người Phật tử đó ngồi cái pháp môn ngồi thiền còn phải niệm Phật nữa, còn phải lạy Phật nữa, còn phải sám hối nữa, chứ không phải là chỉ ngồi thiền là đủ. Nếu mà chúng ta chỉ có ngồi thiền không thôi, giờ trước chúng ta ngồi thiền, giờ sau chúng ta mở cửa thấy bà lão ăn xin ngồi không đem cho bà lão một khúc bánh mì, thì chúng ta có làm lợi ích gì cho người khác không? Vậy thì sự ngồi thiền nó chỉ làm lợi ích cho mình mà không làm lợi ích gì cho ai. Mà chưa chắc là trong khi chúng ta ngồi thiền là chúng ta làm lợi ích cho mình. Chúng ta ngồi thiền sao? Giờ phút thì nó nghĩ đến cái này, giờ phút sau thì nó nghĩ ra như thế này. Cái tâm của chúng ta nó chạy nhảy giống như là con ngựa chạy ở ngoài đồng, giống như là con khỉ nó truyền ở trên cây vậy đó. Chứ đâu phải là nó chỉ ở một chỗ, đâu phải là nó chỉ tập trung vào trong vấn đề thiền định đâu. Đó là kinh nghiệm tu tập. Mà mình có thực tập, mình có kinh nghiệm tu tập thì mình mới thấy được cái thực tế trên cái tiến trình tu tập nó như thế nào. Còn nếu mà chúng ta chỉ nói suông không thôi thì chúng ta nói suông từ cái năm này qua năm nọ, từ cái năm nọ qua năm kia thì cũng chỉ là của sự nói suông. Cho nên trên tiến trình tu tập chúng ta cần phải có kinh nghiệm tu tập. Kinh nghiệm tu tập đó ngang qua ba phạm trù: kinh nghiệm của tự thân, kinh nghiệm của lời nói và kinh nghiệm của ý nghĩ. Còn nếu mà chúng ta không có ngồi thiền thì làm sao chúng ta biết là ngồi trong vòng nửa tiếng đồng hồ là bắt đầu cái lưng nó mỏi, bắt đầu cái vai phía bên trái nó đau, bắt đầu cái vế phía bên phải nó nhức. Mà nếu chúng ta không ngồi thiền thì làm sao chúng ta có kinh nghiệm đó được? Cho nên chúng ta phải thực tập. Và chúng ta có thực tập thì chúng ta mới có kinh nghiệm. Và chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta mới thấy được chúng ta nên lấy cái này hay nên bỏ cái kia. Hay là khi mà chúng ta kinh nghiệm như thế đó, chúng ta nói với tâm của mình rằng tất cả mọi cảm giác trên tự thân và tự tâm của chúng ta đều vô thường. Đúng không? Cái đau đó nó cũng là vô thường, chứ đâu phải là cái đau nó là thường đâu. Nếu mà cái đau đó nó là thường là chắc chết. Quý Phật tử biết không? Trời ơi, nhiều khi cái chân của Thầy nó đau, xoa dầu gì nó cũng đau, uống thuốc gì nó cũng đau. Khi mà nó chưa đủ đô thì nó không có hết đau được. Vậy thì bây giờ mình muốn hết đau là mình phải uống thuốc đúng đô. Không những uống thuốc đúng đô rồi mà mình còn phải xoa bóp nữa, mình còn phải xức dầu nữa, mình phải massage nó nữa, thì nó cộng nhiều thứ lại thì cái chân của mình nó mới hết đau nhanh hơn. Còn nếu mà
cái chân của mình nó đau như thế đó mà mình cứ ngồi đó mà mình cứ trời ơi than trời trách đất, sao cái chân của tôi nó đau quá như thế này, thì cái chân nó có hết đau không? Không. Cũng vậy, trên cái con đường tu tập mà mình không có thực tập những cái pháp môn mà mình đã chọn, niệm Phật, ngồi thiền, bố thí, vân vân, thì rồi mình con người phàm phu vẫn mãi mãi là phàm phu, không bao giờ tiến bước trên cái bậc thánh được hết. Thôi bây giờ mình nói bậc thánh nó hơi cao cao xa đi, mình nói trở thành một con người tốt trong xã hội này, con người có đạo đức, con người có tình thương, thì cũng không có trở thành một con người có đạo đức, có tình thương được nếu mình không thực tập nó. Nếu mình không có thực tập nó. Nhiều nãy đó, thầy ngồi đây thầy thấy quý Phật tử đi chùa, một bà cụ thì xách vô 2-3 cái hũ bún riêu nè, xôi nè, chè nè, một cụ nữa xách một cái bánh tét nè, chả giò nè, đem vô cho sư cô. Nhưng mà nếu mà không đem như thế đó thì tối nay sư cô có chè để ăn, có xôi để ăn không? Có bánh tét để ăn không? Thì cái bánh tét mà có ăn, cái xôi có ăn, cái chè có ăn, có nghĩa là, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình thực tập cái tâm tu của mình là biết bố thí, biết cúng dường. Nếu mình không thực tập cái tâm của mình, hay là mình nghĩ đến sư cô tối nay không có đồ ăn, hoặc là tối nay đem sư cô một dĩa rau luộc, một tô canh chua, là mình biểu tỏ cái tâm vị tha của mình, cái tâm cúng dường cho mình. Mà mình khi nghĩ được, mình thể hiện được cái tâm vị tha đó, cái tâm nhớ nghĩ đó, cái tâm cúng dường đó, thì ngay nơi đó là mình đã có phước khi ý nghĩ của mình phát sinh ra điều lành. Cho nên bao nhiêu lần thưa với quý Phật tử đó, mình phát tâm mà cúng dường đó, là mình có phước cấp 1, phước cấp 2, phước cấp 3. Chứ không phải là mình chỉ phát tâm cúng dường là có phước, mà nó chia ra nhiều cái cấp độ. Như nói đến cái tinh thần bố thí ấy, là một con người mà muốn bố thí cho cái ngôi chùa đó, muốn bố thí cho cái vị thầy trụ trì đó, bây giờ mình phải làm gì để có tiền? Mình làm gì để có tiền? Làm bánh bao để bán, làm bánh giò để bán, làm bánh lọt để bán. Mà khi mà được thành quả của cái bán đó là mình có tiền. Thì quý Phật tử biết là ngay khi mà phát khởi ý nghĩ đó, là người Phật tử đó, con người đó đã được cái phước của cấp 1 rồi. Tại mình dấy khởi lên ý niệm tốt mà. Mình dấy khởi lên ý niệm tốt là mình muốn là ngôi chùa đó có được 500, ngôi chùa đó có được 300 để trả tiền bill, tiền ga, tiền nước ngày hôm nay. Là khi dấy khởi lên ý nghĩ phát tâm cúng dường là con người đó đã có phước cấp 1. Rồi sau khi mà bán bánh lọt, sau khi mà bán bánh bao, sau khi mà bán bánh ít, xong rồi có được 100, 200, 500 để cầm đưa cho cái vị thầy đó, cầm cúng dường cho vị sư cô đó, hay là đem bỏ vào trong cái thùng phước sương, mà bằng một cái tâm thuần tịnh, bằng một cái tâm an lạc, bằng một cái tâm vui vẻ, là ngày hôm nay mình gom góp làm những cái đồ ăn đó mà mình bán, cho nên ngày hôm nay mình có được bao nhiêu tiền để cúng dường cho Phật, để cúng dường cho ngôi tam bảo. Quý Phật tử biết đó là phước của cấp 2. Rồi khi mà mình đưa cái tiền đó cho vị trụ trì hay là vị sư cô đó, mà nếu vị trụ trì đó, sư cô đó đem 500 đồng đó hay là 300 đồng đó đi mua 10 cam về để cúng Phật, đi in một cái bộ kinh Pháp Hoa về để tụng, đi mua một cái gì mà có lợi ích cho ngôi tam bảo đó để mà sử dụng trong cái đời sống hàng ngày của ngôi chùa đó, thì người Phật tử đó được cái phước thứ ba nữa là phước của cấp 3.
đi mua một bộ kinh về để tụng, mà cứ mỗi lần tụng kinh là lấy cái quyển kinh mà người Phật tử cúng dường 500 đồng mua bộ kinh Pháp Hoa ra tụng, thì quý Phật tử có thấy rằng người cúng dường đó có được phước cấp 3 không? Nhưng ngược lại, nếu mà cái vị thầy đó không đem cái tiền của người Phật tử cúng dường đó mua một bộ kinh Pháp Hoa ra tụng, mà người thầy trụ trì đó đi lấy cái tiền đó mua cái iPhone về để mà gì đó vân vân trong iPhone đó, thì cái phước đó nó sẽ giảm thiểu xuống. Nói một cách dễ hiểu là cái tiền của đàn na tín thí cúng dường, mà đàn na tín thí cúng dường phải tiêu cho đúng với cái sự cúng dường đó, thì người cư sĩ Phật tử đó có ba loại phước: phước cấp 1, phước cấp 2 và phước cấp 3. Còn nếu mà đem tiêu dùng cái tịnh tài đó không đúng chỗ thì không có phước cấp 3. Quý Phật tử nghe rõ ha? Cho nên cái sự mà bố thí cúng dường của quý đàn na tín thí mà ở trong nhà thiền của chúng ta thường hay nói đó là của đàn na tín thí khó tiêu là như vậy, chứ không phải là không tiêu được, rồi không tiêu tới đâu nữa chứ không tiêu. Nhưng mà tiêu rồi để mắc nợ, tiêu rồi không đem đến lợi ích. Mà hồi chiều thầy nói với là sư cô Hạnh Từ đó, ở dưới thư viện thầy đi lên thầy nhìn thấy trời chánh điện của chùa Long Sơn sao mà đẹp quá con, trang nghiêm quá con. Nội khi mà mình nhìn thấy cái chánh điện bằng Phật thấy trang nghiêm, bằng tổ thấy trang nghiêm, mà mình phát sinh ra cái ý nghĩ là trời bằng Phật trang nghiêm quá, bằng tổ trang nghiêm quá, mặc dù cái sự trang nghiêm nó trong một cái ngôi chùa nhỏ thôi, không phải là một cái chánh điện đại hùng bảo điện, nhưng mà nhìn lên thấy, hồi chiều nói với sư cô Hạnh Từ nói trời ơi con ơi sao mà mấy cái thanh long ở đâu mà đẹp quá vậy, nó ú nu ú núc nó dạ biết rồi đó, rồi đó trời ơi sao mà thấy cái lãng hoa lan mua đâu mà đẹp quá vậy, mặc dù nó là hoa giả nhưng mà nhìn vô giống như là hoa thật vậy đó. Con đứng thiền. Đẹp. Thành thị ra bông hoặc là trái cây đồ vân vân đều do cái tấm lòng quý Phật tử phát tâm cúng dường, mà nó là cái phước cấp 1 của mình đó. Chứ đừng nói rằng tôi cúng tôi không cần phước hay là tôi không cần cái gì hết. Mặc dù mình nói nó là như vậy nhưng mà thực tế nó là có. Khi mình gieo một hạt giống, một hạt lúa xuống dưới thửa ruộng đó thì chắc chắn rằng hạt giống đó sẽ mọc lên thành cây lúa. Mặc dù mình muốn hay là mình không muốn mà tự nhiên nó là như vậy. Thành ở đây là mình phải có pháp hành. Rồi sau khi học mình muốn là mình phải gieo trồng. Mình muốn mà mình không gieo trồng thì làm sao có được. Vì như có 8, 10 hay 12 trứng gà. Có 8 cái trứng gà, có 10 cái trứng gà, có 12 cái trứng gà. Nếu trứng gà đó mà không được con gà mái ấp một cách đúng cách, một cách cẩn trọng, một cách siêng năng, thì dù cho con gà mái ấy có khởi lên ý muốn mong rằng những con gà con của ta với chân, với mỏ, với đầu có thể mổ bể cái vỏ trứng để cho con của mình nó được sinh ra, thì với ý nghĩ con gà mái mà nó nghĩ như thế đó thì có con gà con để nó chui ra không? Nếu mà con gà mái mà nó nghĩ rằng 8 cái trứng, 10 cái trứng, 12 cái trứng, bây giờ mình phải ấp một cách đàng hoàng tử tế, đúng kỳ, ấp cẩn trọng, ấp bằng một cái tâm suy nghĩ kỹ lưỡng. Con gà mái nó bước lên trên cái ổ,
nó lấy hai cái cánh nó đùa trứng gà vô, nó lấy cái chân nó đùa cái trứng gà vô, để cho tất cả 8 cái trứng, 10 cái trứng, 12 cái trứng con gà đó nó nằm trọn vẹn ở dưới cái lòng, ở dưới cái bụng của con gà má, nó đủ cái độ ấm. Còn nếu mà con gà mái đó nó cứ bước lên rồi nó nằm tới đó, một cái trứng gà nằm bên phải kệ nó, một cái nằm phía sau đuôi kệ nó, cái nằm ở bên ngoài kệ nó, thì con gà nó ấp mà những cái trứng đó nó có nở không? Không, đâu có nở được, tại vì ấp không có đúng cách, không có đúng phương pháp thì làm sao mà trứng gà nở được. Mà trứng gà không nở được thì làm sao cái con gà ở trong cái trứng đó, nó dùng cái mỏ để nó mổ, nó dùng cái chân để nó đạp và bể cái trứng để nó chui ra được. Vậy thì con người tu tập cũng vậy. Không phải quý Phật tử chỉ đi chùa, nghe thuyết giảng rồi thấy những việc làm đó, mà mình thấy người khác làm việc làm đó mà mình không làm. Mình nghe những người khác nói điều này là điều tốt, điều này là điều phải, điều này là điều nên, mà mình chỉ nghe không thôi mà mình không làm, thì không đưa đến công đức cho mình. Đi đến chùa thấy cái cây khô héo mà mình không có vui lòng múc một miếng nước đổ vô trong cái chậu đó để cho cái cây đó nó sống, thì làm sao cái cây đó nó sống được? Đến khi mình đi về cái cây nó khô, nó héo, nó chết mất. Như vậy thì cái sự làm của mình có lợi ích cho cái cây, cái sự không làm việc của mình có hại cho cái cây, đúng chưa? Cho nên Đức Thế Tôn đưa ra cái ví dụ 8 cái trứng gà, 10 cái trứng gà, 12 cái trứng gà, mà con gà nó nếu ấp siêng năng đúng phương pháp thì 7 ngày sau có gà con nó ra một đàn 12 đứa. Còn nếu mà con gà mẹ ấp không đúng phương pháp, không siêng năng, thì bây giờ con gà mẹ có ấp một tháng này nữa, cái trứng nó cũng không có đủ độ ấm để nó làm cho con gà con được ra ngoài cái vỏ. Cũng vậy, trên cái tinh thần tu tập, có những vị tỳ kheo họ chỉ ngồi thiền trong vòng 3 tháng là họ nắm được trọn vẹn cái phương pháp ngồi thiền như thế nào để đưa đến kết quả tốt. Nhưng cũng có các vị tỳ kheo ngồi thiền 6 tháng nhưng mà rồi 6 tháng trôi qua mà không có kinh nghiệm của sự ngồi thiền như thế nào để có lợi ích cho một hành giả. Lý do là họ ngồi thời gian nhiều hơn nhưng mà không ngồi đúng phương cách, không ngồi đúng phương pháp, không có học tinh thần giáo pháp thiền định của tứ niệm xứ, là quán thân trên tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, một cách chi ly, một cách vi tế. Cũng là con người đó ngồi thiền vipassana, niệm phòng xẹp, có nghĩa là theo dõi hơi thở và thấy các cái trạng thái của các tế bào bụng nó nở ra như thế nào, rồi nó tốt lại như thế nào. Có những người họ chỉ ngồi thiền trong vòng 3 tháng là họ đã theo dõi phòng xẹp một cách chuyên chú, một cách định tĩnh. Nhưng mà ngược lại có những người họ ngồi 6 tháng, họ ngồi 12 tháng, họ ngồi suốt năm luôn, mà đến giờ phút này hỏi kinh nghiệm tu tập Vipassana như thế nào, phòng xẹp như thế nào, các tế bào bụng nó nở ra như thế nào, các tế bào bụng nó xẹp lại như thế nào, nói không được. Là vì lơ là, không có tập chú, không có tinh tấn, không có... ha. Thì tu tập cũng vậy, nói cho nhiều nhưng mà chung quy lại là chúng ta phải hành. Cái hành mới là cái khó. Như mình ngồi thiền 15 phút là mình thấy ế ỏi thôi. Bạch Đức Thế Tôn thôi cho ngày mai con ngồi thiền thêm 15 phút nữa, bây giờ con buồn ngủ quá, như vậy Đức Thế Tôn cho con ngủ đi, nằm xuống ngủ đi thôi, để ngày mai con ngồi bù. Nhưng mà ngày mai mới ngồi 20 phút ấy, nó cũng buồn ngủ nữa rồi, thôi Bạch Đức Thế Tôn cho con ngủ đi, ngày mai con ngồi bù 40 phút. Thì như thế đó là không có được. Mình phải phấn đấu với chính mình.
Do vậy mà quý Phật tử biết rằng trên cái con đường tu tập khó lắm quý Phật tử ơi, không phải dễ đâu. Rất là khó. Khó là vì mình không có siêng năng. Khó là vì mình không có tinh tấn. Chứ nếu mà mình chịu khó siêng năng một chút thì mình sẽ gặt hái cái kết quả tốt. Mình không siêng năng một chút là mình không có kết quả tốt. Mà từ cái kinh nghiệm tu tập trong nhà chùa, chúng ta nhìn ra vào trong cái đời sống hàng ngày của xã hội, đúng không? Như chúng ta làm một công nhân, đến giờ là chúng ta phải đi làm chứ, đâu phải là nó bữa nay siêng đi làm, còn không siêng thì ở nhà rồi nó đuổi đầu đi để nó mà có tiền mua gạo cho, đúng không? Còn nếu đi lính thì sao? Đi lính là phải đúng giờ, là phải tập hợp, nghe hiệu lệnh là phải văn làm, không làm trời ơi nó bắt thuộc dầu chết luôn á, hít đất, mà chưa nói là thuộc dầu hít đất xong rồi nó không nhận nữa. Cho nên từ cái kinh nghiệm tu tập trong nhà chùa mà chúng ta nhìn vào trong cái đời sống hàng ngày của xã hội, cái gì cũng phải làm bằng đôi tay, cái gì cũng phải thể hiện tinh thần siêng năng trong ý thức bổn phận trách nhiệm thì nó mới thành tựu. Đừng có nói là chúng ta chỉ nấu một nồi cơm thôi, mà nếu lửa nó không có đều, lửa nó không có nóng, mà mở ra riu riu thôi, mở ra cho có vậy đó, chưa nói những lúc là mình đã vo gạo để vào trong cái nồi điện rồi mà quên bấm nút. Đến khi đói bụng rồi lại dở nồi cơm ra, ủa nồi cơm chưa chín. Lý do là mình không bấm cái nút điện, làm sao có điện để mà nó nóng làm cho cơm chín được. Có không? Quên, đúng rồi, quên. Thì tu cũng vậy thưa quý Phật tử ơi, không phải nó có một cái gì đâu xa lạ với chính mình, mà nó ở ngay nơi chính mình. Mình có tu thì mình mới có phước, mình có tu thì mình mới có đồ ăn, mình có tu thì mình mới có áo mặc. Không tu làm sao có áo mặc, không tu làm sao có xe đi. Tất cả đều do tu hết. Cho nên trên cái tinh thần tu tập, mà nếu mà chúng ta không chú tâm trong sự tu tập thì dù có khởi lên bao nhiêu ý muốn cũng vô ích. Dù có khởi ra bao nhiêu ý muốn là cầu mong sao tôi tu đời này tôi trở thành Bồ Tát, không được đâu. Làm sao tôi tu trong đời này tôi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cứ ngồi đó mà mơ ước, cứ ngồi đó mà khởi lên những cái ý nghĩ như thế đó, thì trăm kiếp ngàn đời ý nghĩ vẫn là ý nghĩ mà không đưa đến một cái thành quả cụ thể với chính mình. Nhiều nãy đã nói đó, nếu mình mơ ước không biết bao nhiêu đồ ăn cao lương thượng vị, đồ ăn loại cứng loại mềm có đầy đủ, mà mình không nấu mình không ăn thì làm sao mình no được. Ngày hôm nay mình muốn kiếp tới mình phải sinh ra đời trong một cái gia đình giàu có sang trọng. Mình muốn kiếp tới mình sinh ra trong một cái gia đình đạo đức lễ nghi. Mình muốn một kiếp tới mình sinh ra trong một cái tự thân của mình là trang nghiêm, là đẹp đẽ. Mình mơ nó là như thế đó. Nhưng mà nếu mình mơ trong một đời sống tương lai được tốt đẹp cho tự thân của mình, và đời này mình không tạo lấy cái nhân tốt đẹp, thì làm sao trong đời kế tiếp mình có được một cái kết quả tốt đẹp. Đúng không? Cho nên kiếp này mình làm được thân người này, làm được thân người như thế này, tốt đẹp như thế này, có đầy đủ lục căn như thế này, là nhờ kiếp trước mình tạo lấy cái nhân lành. Không phải sinh ra làm thân người được là dễ dàng đâu. Như cái thế giới Tây Phương ở đây đây,
quý Phật tử thấy đi ra ngoài đường thấy người nào cũng cũng cao ráo, người nào cũng đẹp đẽ, người nào cũng giàu có sang trọng hết, là vì cái phước báo của họ kiếp trước cho nên tạo lấy những điều tốt, cho nên kiếp này họ thác sinh vào trong một cái quốc độ, họ thác sinh vào trong một cái quê hương, một cái dân tộc, mà cái quê hương đó là quê hương giàu có, cái dân tộc đó là cái dân tộc đẹp đẽ trang nghiêm, thì cũng là con người. Nhưng mà tại sao có những con người sinh ra những cái quốc độ như Africa, phải không? Như Nam Phi, như những cái quốc gia mà nghèo cùng khốn khổ, họ cũng là con người. Vậy tại sao họ không thắp sinh vào cái quê hương United States này đi? Nhưng mà họ thắp sinh vào trong các quốc gia Africa. Africa là ở đâu thưa quý Phật tử? Africa là Nam Phi, đúng không? Nam Phi, dạ. Họ không có cơm, họ ăn, họ không có áo, họ mặc, tại vì họ thiếu phước, hay được sinh ra cái quốc độ đó, cái dân tộc đó là vì một cái nghiệp báo của họ từ trong quá khứ. Tại sao con người của chúng ta sinh ra làm được con người như thế này, làm được thân người mà còn gặp được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp mà còn nghe được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp còn hiểu được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp còn hành trì Phật Pháp nữa, tu tập Phật Pháp nữa. Trong khi đó có những cái loại nó sinh ra trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh, có bao giờ nó nghe được hai chữ Phật Pháp không? Đâu có đâu, làm sao nó nghe được hai chữ Phật Pháp? Mà nó không nghe được hai chữ Phật Pháp thì lấy cái nhân duyên nào để nó tu? Nó phải chịu cực chịu khổ một thời gian cái đã, một thiều thời gian ở nơi địa ngục, ở nơi ngạ quỷ, ở nơi súc sinh. Rồi sau khi mà nó chịu trả cái quả đó rồi, nó thác sinh lên làm con người, nhưng mà chưa chắc rằng làm con người được giàu có sang trọng, hay làm con người bị tật, bị huyền, bị người khác sai sử làm nô lệ cho người khác ra. Rồi sau một thời gian nữa là được tiến lên một bước nữa làm con người, nhưng mà đủ ăn đủ mặc thôi, không có giàu có sang trọng. Rồi sau một thời gian nữa làm được con người, nhưng mà có đồ ăn nước uống giàu có sang trọng. Nhưng mà sau một thời gian nữa rồi mới có được cái nhân duyên gặp được Phật Pháp, đi chùa tụng kinh niệm Phật, chứ đâu phải làm thân người là có đầy đủ tất cả những cái nhân duyên phước báo như hiện tại mà chúng ta đang có đâu, đúng không? Thực tế nó là như vậy. Thành cái mỗi chiều ngày thứ hai là Nguyên Đàm với lại Nguyên Hòa là phải đi nghe tu giảng, chứ không có được ở nhà giữ cháu nội nghe chưa? Hả? Thầy đi cũng đỡ đau rồi. Đúng rồi, yeah. Phải đi nghe để mà mình huân tập cái chủng tử Phật vào trong lòng của mình, nghe được những tinh thần giáo pháp đó để mình biết được đâu là phiền não mà mình bỏ, và đâu là an lạc để mình giữ, đâu là phước đức để mình có, và đâu là nghèo cùng khốn khổ mình quý Phật tử biết trong địa phương này bao nhiêu ngôi nhà là Phật tử nói trúng rồi? Nhiều lắm phải không? Đâu có tính hết được. Vậy mà cũng trong cái giờ phút này tại nơi ngôi chánh điện này bao nhiêu người nghe pháp nói trúng rồi? 7 người. Thấy chưa? Cho nên nghe được Phật Pháp giống như là một con người có đủ đôi tay ở trên hòn núi vàng. Mà con người có đủ đôi tay ở trên núi vàng thì con người đó làm sao? Mới bóc vàng, mới lấy vàng để làm phương tiện sống cho mình được giàu có sang trọng. Còn người mà không nghe Pháp giống như là một con người cũng ở trên núi vàng nhưng không có đôi tay, phải không Quảng Huy? Không có đôi tay làm sao lấy vàng? Mà không có lấy vàng thì mình nghèo hay là mình giàu?
đương nhiên mình phải nghèo, là vì không có đôi tay để mình lấy vàng. Cho nên trong Phật Pháp ví dụ như vậy đó, người mà sống trên núi vàng mà không có tay để lấy vàng, còn người mà có tu tập, người mà có nghe giáo pháp, người mà có hành trì giáo pháp, giống như là người ở trên núi vàng nhưng có đôi tay. Nó rõ ràng nó là như vậy đó. Đức Thế Tôn giảng dạy một cách cụ thể, một cách thiết thực, nó là như vậy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo không chí tâm trong sự tu tập, dù cho có khởi lên ý muốn mong rằng tâm ta được giải thoát. Giải thoát không? Giải thoát sao được? Mình chỉ phát khởi đến ý nghĩ mà mình không có thực hành cái ý nghĩ đó trở thành một việc làm cụ thể thì làm sao mình có thể giải thoát được? Muốn ăn lăn vô bếp, muốn chết lết vô hồ. Thực tế nó là như vậy à. Đức Thế Tôn giảng dạy ở trong kinh, nhưng mà rồi cái nền văn hóa bình dân của người Việt Nam mình nói một cách dễ hiểu hơn, phải không? Muốn ăn là phải lăn vô bếp. Lăn vô bếp có nghĩa là mình phải nấu món này, mình phải nấu món kia, mình phải nấu món nọ thì mình mới có ăn. Còn ai mà muốn chết thì phải lết vô hồn thì mới chết, còn ngồi là không có chết. Ông ăn thì ông no, bà co thì bà ấm. Ông ăn tôi đâu có no, bà co tôi đâu có ấm. Nó rõ ràng, nó thực tế nó là như vậy đó. Nói theo ngôn ngữ của bình dân là vậy đó. Nói một cách gión gọn lại, tóm lại là trong đời sống của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, hay là trong đời sống của quý thầy cô cũng vậy. Mình muốn gặt hái một thành quả tốt đẹp trong đời sống hàng ngày của mình thì mình phải tu, mình phải thực hành những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, mình phải thể hiện cái tấm lòng từ bi của mình đối với mọi người, mình phải tu tập để phát sinh ra trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mình mới nhận chân được đâu là đúng, đâu là sai, để mình tiến thân trên cái con đường giác ngộ và giải thoát. Đó là những điều mà muốn, không phải là muốn, mà ngày hôm nay trình bày ngang qua cái bản kinh là Kinh Cán Búa và Chiếc Thuyền. Kỳ sau Thầy sẽ giảng tiếp. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử học Phật ngày hôm nay gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong cái bản kinh Cán Búa và Chiếc Thuyền. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm